Rồi, ok, hai xin mọi anh em và chào mừng trở lại với channel mình. Thì mình là Tâm đây. Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em các cập nhật liên quan mobile server chung nhá. Vừa mới update bên Timmy vừa mới update lên cái link web này. Bây giờ anh em có thể vào web aov.qq.com để cập nhật nhá. Còn từ hôm qua đến hôm nay thì hôm nay là mới update cơ. Mãi mình làm clip này thì nó mới vừa update thì mình làm luôn cho anh em luôn. Rồi thì anh em cứ bấm vào nút vàng thôi. Chọn cài đặt này. Đó, bây giờ để anh em tiến hành ngồi đợi cho tải đè cái bản chính lên bản mới đến bản cũ. Nhắc lại với anh em là nhớ đừng có xóa bản cũ đi nhá, không là tải lại phải tải lại tài nguyên đấy. Rồi bây giờ anh em mở game thôi. Rồi như bình thường thôi. Hôm qua mình cũng thử làm rồi, mình định làm clip hôm qua mình làm thì nó vẫn chưa kiểu update link ấy. Hôm nay mình update link đi. Đây. Rồi bây giờ anh em tiến hành ngồi đợi thôi. Đến cái bước này thì chỉ có ngồi đợi thôi anh em ạ. Clip này chắc là mình làm ngắn thôi. Cảm nhận dễ mà. Còn Android thì anh em cứ vào game mà tự cập nhật thôi. Đỡ phải vào là iOS à, đỡ phải vào web như iOS thì phức tạp ta. Rồi, để xem có thay đổi gì không nào. Nhiệm vụ tuần thì vẫn thế. Cái skin Alan này thì trước mình cũng nhận được rồi nên thôi. Skin tuần này mình bỏ luôn anh em à. Bỏ luôn chứ trùng skin nhận chắc được Ruby thôi. Chúng ta skin thì vẫn như thế này. Chẳng có gì thay đổi mấy cả. Rồi, vé quay vẫn bán ở trong khi vòng quay đã đóng rồi. Skin cũng vẫn thế anh em ơi, chưa có gì gọi là thay đổi cả. Ok. Đây, xem nào. Vẫn thế anh em ơi, vẫn thế. Nói chung là game nó chỉ chắc là nó lỗi, có lỗi lửa sửa lỗi sửa đúng gì thôi. Chứ nó không cập nhật gì bởi game đâu anh em ơi. Game thì vẫn thế thôi. Đây, mình xem một số đấu hạng xem nào. Đâu ta. Đấu hạng. Rồi đấu hạng thì vẫn chả có gì anh em ơi. Đấu hạng vẫn chưa cập nhật cái phần thưởng hạng luôn ạ. Phần này cập nhật mấy lần rồi mà vẫn không sửa lại đi. Vẫn để thế. Rồi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng thôi. Bye bye anh em và hẹn gặp lại trong những clip sớm nhất của mình. Bye bye. See you on the other side.